Hello. Hey. We at Panama City Pier. Nằm dưới sáng này có cá đây. Đó, đang chạy cần câu con cá đây. Bây giờ mình cũng đang đứng ở giữa cái pier. Mới giữa con đường của cái cầu à. Này thứ sáu không ít người đi. Giờ mình ra tới đầu cầu luôn đây. Đó là ta có cá đây nè. Máy này đang đèn này, ống này đang nhờ để nhìn. Không nhìn xa. Wow, eat a fish. Giáo nguyên đàn kéo kéo nó hút vô à. Hey, you get that all excited, man. Dang, get that too, man. Did you get that one too? Yo, bro! Hey, come on, bro. I know. You got that, hey, go check that. Rồi, câu tới mặt trời mọc luôn rồi. Đâu, quay thành tích của mình coi. Thành gửi bà con rồi. Wow, cũng được quá chứ. Đó, mình nhận ra con này của mình là biết liền à. Hút ngay okay. Hút ngay cái mình luôn nè. Con nào bự nhất của mình á. À, của mình hút ngay cái mình luôn đó.
cảnh Panama City quá đẹp. Really done, really done. He got so excited. Yay! Yay! Cut one. Đó, thấy không? Gửi nè. Rồi, câu buổi sáng xong rồi. Giờ đi về chiều câu tiếp. Buổi sáng nay đủ một buổi canh chua với cá chiên. Kìa, xin nó con này nè. Nó bỏ lại đó. Ha ha ha.